quên đi công nghi đức ông bà phải chăng vì râu con là bất nhân. Trong các tội hiếu anh là trong khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen. Tình chồng vợ cũng là nghĩa chồng, khuyên cũng đừng yểm cổ kinh y tân. Vợ chồng phải phân phân, chồng khuyên vợ già mời phần yên vui. Đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc, rồi mỗi người lẫn nhiếp lẫn ngừa nhau. Nồng lên lớn tiếng mày tao, bên nội bên ngoài sới đào bới lên. Người đời nhớ ông bà đâu bào, con cháu mình ăn ở như vậy. Bởi xưa nghiệp chưa dày đầy, không còn ước đất chớ rài than gian. Bởi xưa lời Phật rõ ràng, tu thân sửa tâm thiên đàng bước lên. Cúi đầu cầu cần cha hiền, xin cha nương nhẹ cần từ lâu phúc đức không bỏ lầm mê tài vật thường còn thật say đề đầu dòng bãi kim giai tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện anh ngay ở thần thiện nói theo
cầu thanh ngọc để chư thiên độ dần. Ai mà lạc ở lòng bờ mê, xem thường tội phước ở nào này thân nhớ. Mau mau sám hối kịp giờ, trao dồi tâm đạo sáng đỏ kỳ ba. Mấy lời kêu gọi thiết tha, ai ơi thức tình đi nắng mà thu tâm. Thấy người cùng khổ ân cần, hỏi thăm sắc đi dốc vàng thân công bằng. Thấy người bận tật khó khăn, ra tay bố hoa phê phước tăng hòa lùi. Giúp người bớt khổ mình vui, phương tiện bố phê tội lui thức thầy. Cầu xin chư Phật tự bi, đó người sám hối sẵn si bỏ dần. Ai mà làm phước thì làm nhân, dù gặp tai họa thắm thần cứu cho. Thấy đời mạt pháp không lo, không tu không sửa gặp lượng sóng đào, vàng rồng bát nén làm sao giữ con. Đôi lời nhắn nhủ bà con, sớm diền cô bác tháng bòn phước đi. Đêm ngày niệm chữ từ bi, tâm kia tính đi nọn sửa đi kịp giờ. Sau này trở lại cung vi, hầu cha hầu mẹ còn chi vui mừng. Xem rồi đại hội giữa lần, thấy đời thành bây giờ tập xong đi muối dưa, trao dồi đạo đức để chừa tấm đi tham. Rèn lòng tu sửa sắc phàm, sớm chưa tinh kệ lần đàm thiên nhân. Khuyên lần tính đi thiện so hơn, cùng nhau tu sửa cách đi hàng đức chi. Lòng mình đã chọn từ bi, thấy sai thì sửa còn chi quý bằng. Cầu xin đi tam bảo gia tăng, đó người đạo đầu dòng bài ơn trên Phật tổ, cứu độ người bớt khổ lầm mê. Trần gian lắm nỗi ê chề, cố tâm giữ
bỏ lòng quán trả thù dân tương thân thương ai giờ giờ chớ quên cầu xin đi tam bảo ơn trên đạo con trí tuệ lập nên đạo màu đó người khắp cả người người một giả tương thân kẻ giàu người có lần lần sửa tu tu là bó lòng bọn dồn xê tan cho lắm không bằng nam mô trang công cõi đỏ tam đờ tâm làm bố thí lần vô cửa thiền để rồi sớm tối cần kiên hiểu thông kinh đi kệ cầu xin từ phụ thích cha đó người sáng hối bước qua giác ngàn cầu xin Phật tổ Tây Phương soi chuyển đạo pháp độ an thế trần hôm nay sửa tâm gieo nhân quả lành ai ai cũng có lòng thành thở trời chính nghi Phật phát sanh Bồ Đề xưa thì dục lạc lầm mê ngày nay sáng mà hối lần về thì mẹ đợi sớm trưa con nào thức tỉnh mẹ đưa rước về kim giai con được hậu kề hậu cha hậu mẹ chăm về nhà mong sao ba tâm ni chí thành ăn năn ni sám hối phước sanh quả lùi đã tu khuyên chớ dễ vui gắn công thèn tâm lao chùi thân tâm bỏ đi những sự sai lầm Phật chẳng bỏ đâu khuyên cùng cô bác mau mau sửa mình lưới trời lòng lòng thinh thinh làm sao tránh đi tội thiên đình quá ban bây giờ ta chịu cơ Phật pháp tai nạn sẽ qua mong ai quy kính đi chánh đi tà chọn đường chánh đi đạo đề mà tu tăng tu là biết trọng thánh đi thật bà con cô bác
là người mà sống ta. Nam mô sao trời Di Đà, thường xuyên mà tống niệm, thân tâm nhẹ nhẹ lời ngọc châu tu hiền, chúng con thân năng tâm hoằng pháp đến mọi nhà, còn hướng đời long hoa chỉ là con như Phật, xin trời đất chứng nghi minh lòng. Thank you.
gặp được kinh Lâm Quang phát nguyện tu tinh tấn quy về giới mẫu sinh đại mẹ chứng minh Nam Mô vô thượng hư không diêu trì hòa mẫu vô cực đại từ tôn cảm ứng thời thành tâm đi ăn sống bộ kinh đi
Phật tử Phan Thị Lan Anh, sinh năm 1953, phát danh Tâm Đức, hiệp cùng gia đình để phát tâm ấn tấm bộ kinh này. Phật tử Phan Thị Lan Anh cầu nguyện cho hiệu Phan Ta Tiết Qua Tin ở 936 Kavahulu, Ave, Honolulu, để cầu nguyện gia đình hưng thạnh, quyến thuộc tăng phước quảng thiên, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, hồi hướng phước báo cho quý Phật tử. Sở nguyện, sở cầu luôn luôn thành tựu, cầu chúc cho gia đình quý Phật tử luôn được thành công trong cuộc sống. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Tát Đài Chứng Minh. Yeah.
Xin cha nương nhẹ cành miền chúng
phúc đức không bỏ lầm mê tài vật hương còn thật say để đầu dòng bãi kim giới tình cha đấu mẹ hôm nay con nguyện anh ngay ở thành thiện riêng dùng lời nhân nghĩa bao khuyên mọi người nói theo tinh Phật ở đời
bây giờ tập xong đi muối dừa cao dồi đạo đức để chừa bắn đi tham rèn lòng tu sửa sắc phàm sớm cứ kinh kệ lần đàm thiên nhân khuyên lần tính đi thiện so lòng mình đã chọn từ bi thấy sai thì sửa còn chi quý bằng cầu xin đi tam bảo gia tăng đó người đạo hạnh thần đàn chánh tu đầu dòng bài ơn trên Phật tổ cứu độ người rất khổ lầm mê trần gian lắm nỗi ê chề cố tâm dưỡng tâm tìm về quê xưa còn say đắm đam mê vật chất càng lúng sâu có vật chân ra chơi với trong bể ấy hà tử xanh xanh ý tử thật là uổng thay chỉ bằng kinh kệ hơn lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dông dù cho bão táp mưa phong kiếm tâm định đi tắt như không có gì tưởng còn nhờ đức từ vô thương vì bởi sân si hại mình trôi lăn trong kiếp phù sinh nghiệp tan tan nghiệp lục bình trôi sông đến khi trời trở gió đông cánh bèo tan rã bây giờ còn kiếp nhân sanh đó là phước lớn lòng lành tráng tu ai mà học được chữ nhu tiếp theo chữ nhận như mồ sáng ra bởi vì trong cõi ta bà dục lạc cám mê dỗ như là ma dương thấy người chưa tâm thì thương đem lòng kiên bảo dễ thường có nghe phải chi ai cũng kiên về sợ tội sợ lỗi khác mà tu thân để sao dứt bỏ xác trần tây phương tịnh ý độ an nhàn thánh thơi tham chi dục lạc trong đời là được
sống thân tài tiền. Thuốc thang bồi bỏ không quyên, sớm thầm đi tối duyên thường xuyên chớ rời. Hết lòng đầm mì bọc giữ